Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì ở MKA thì chúng tôi sẽ chọn một cái giải pháp để khuyến cáo bà con chúng ta, đó là Abamectin đăng ký chuyên cho đối tượng tiếng Trung, và chúng tôi sẽ chọn sản phẩm ở dạng oxy và có hàm lượng Abamectin là cao nhất trên thị trường hiện nay, đó là 5%. Rồi thì xin mời bà con chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái dòng tiếng Trung tưới này của MKA. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, thì chúng ta cũng đã biết thì hoạt chất Abamectin cho dù nó đăng ký cái đối tượng nào đi chăng nữa thì cái bản chất của hoạt chất thì nó không có thay đổi. Cơ chế đó là dẫn tác động lên hệ thần kinh và hệ cơ. Điều này sẽ khiến cho tiếng trùng nó sẽ bị tê liệt, ngừng nghe rồi chết. Tuy nhiên, bà con mình lưu ý, đây là một cái đối tượng rất là chuyên biệt, nó không phải là côn trùng, nó không phải là nhện, nó không phải là nấm, không phải là vi khuẩn, không phải là vi rút, mà nó là một loài rất riêng, nó là tiếng trùng. Cho nên cái việc mà chúng ta sử dụng Abamectin để đăng ký chuyên trên đối tượng tiếng trùng thì cái công nghệ dung dịch dạng Oxy này và cái phụ gia đi kèm trong cái sản phẩm chuyên về tiếng trùng thì nó sẽ khác biệt rất là xa so với việc mà chúng ta ứng dụng để quản lý côn trùng ở bên trên. Mà ở đây chúng ta đang sử dụng cái công nghệ này để chúng ta pha loãng và chúng ta tưới. Cho nên cái nhiệm vụ của những cái phụ gia này nó phải chuyên biệt và nó giúp cho cái thuốc làm sao nó duy trì được xung quanh ở cái vùng rễ của cây trồng càng lâu càng tốt, làm sao để thúc đẩy được cái lực hấp thu vào bên trong của cái mô rễ và lưu trữ ở đó thì chúng ta mới bảo vệ được cây trồng trong một cái khoảng thời gian dài. Có nghĩa là với mục đích của dạng oxy này, làm sao để dung dịch nó tồn tại xung quanh vùng rễ, bám vào bên trong rễ của cây trồng để có thể tiêu diệt kể cả những cái tiếng trùng đã đi vào trong rễ rồi, tiêu diệt được những cái tiếng trùng ở bên ngoài trên nền đất và những cái dòng bán ký sinh, có nghĩa là nửa trong nửa ngoài, thì cái Abamectin này nó vẫn có thể tiêu diệt được và phải có một cái hiệu lực quản lý kéo dài để giúp cho bà con mình tiết kiệm số lần xử lý trên một năm. Thì có thể là với những cây trồng áp lực cao, mùa mưa kéo dài thì chúng ta có thể xử lý khoảng từ 2 cho đến 3 lần trên một năm. À, còn với những cây trồng mà chúng ta có thể là tưới phòng định kỳ thì có thể là áp dụng khoảng 1 cho đến 2 lần trên một năm mà thôi. Và với cái công nghệ này thì cũng sẽ giúp cho cái Abamectin nó sẽ không bị thất thoát do trực gì, có nghĩa là nó sẽ đi sâu hơn để mất ra khỏi vùng rễ, thì cái việc này nó sẽ không xảy ra, có nghĩa là thuốc vẫn sẽ được lưu giữ xung quanh cái vùng rễ mà khi mà chúng ta xử lý. Thì đây là cái điều cần và một cái sự khác biệt của cái Abamectin ở dạng oxy đăng ký chuyên trên đối tượng tiếng trùng là như thế, để cho bà con chúng ta lưu ý rõ hơn. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, thì bà con mình lưu ý thì đây cũng sẽ là một sản phẩm mà chứa Abamectin, cho nên nó vẫn thuộc nhóm độc số 2 và vẫn có độc với thủy sinh. Tuy nhiên thì bà con mình cũng lưu ý ha, thì với cái dạng oxy và nếu mà chúng ta sử dụng trên cây công nghiệp thì hầu như thì cũng không có ảnh hưởng rồi. Tuy nhiên thì ở miền Tây, nếu như bà con mình sử dụng trên cây ăn trái, ví dụ như là trên vườn sầu riêng, vườn cam, thì nếu như chỉ một lượng nước nhỏ mà khi mà chúng ta xử lý cho những cái gốc cây mà nó ở gần cái mé mương quá đó, nó có chảy xuống một phần thì nó cũng không có độc giống như tới mức của cái dạng OC đâu. Nhưng mà bà con mình cố gắng làm sao đừng để nó thất thoát quá nhiều, bởi vì cái dạng thuốc tiến trùng thì rõ ràng nó mắc hơn rất là nhiều lần so với cái dạng OC mà chúng ta đã phun trên cây. Cho nên thì chúng ta nên xử lý kỹ, và nếu mà nó chỉ lọt một ít dung dịch xuống thì hầu như cũng không có ảnh hưởng quá đáng. Nó không có độc giống như là cái dạng OC, mà nếu mà nó rơi xuống quá nhiều thì có thể là gây chết cá ngay, thấy rõ. Còn với dạng SC thì nó sẽ ít hơn so với cái điều kiện của dạng OC, thì bà con mình cũng yên tâm. Rồi kính thưa bà con ha, thì do cái đặc thù về cái phụ gia nó hoạt động hiệu quả trong cái nền đất, cho nên thì với sản phẩm này sẽ không khuyến cáo bà con mình áp dụng lên trên cây trồng. Cho nên thì chúng tôi sẽ không có bất cứ một khuyến cáo liều lượng nào cho cái sản phẩm của MKA, mặc dù là chứa cái Abamectin đến 5% và đó là dạng SC, nhưng mà chúng tôi vẫn không khuyến cáo cho cái việc áp dụng phun, nên bà con mình lưu ý. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, thì với cái sản phẩm A3 tiến trùng tưới của MKA thì đây sẽ là chai có quy cách, đó là chai nửa lít. Thì khi mà bà con mình áp dụng giải pháp của tiến trùng thì chúng ta nên kết hợp cùng với những cái giải pháp quản lý nấm luôn, để nó tiện công và nó quản lý toàn diện hơn trên một cái lần mà chúng ta áp dụng đó. Thì đây sẽ là giải pháp chính mà MKA sẽ áp dụng tới, và với quy cách chai nửa lít thì cũng sẽ giúp cho bà con mình tiết kiệm hơn so với những cái quy cách mà nhỏ hơn. Khi mà chúng ta tính trên một cái đơn vị diện tích bình phun phi phun nào đó thì rõ ràng thì với những cái chai mà có cái quy cách lớn thì nó sẽ tiết kiệm hơn so với chúng việc mà chúng ta sử dụng nhiều cái sản phẩm có quy cách nhỏ. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, thì với sản phẩm này thì chúng ta có thể áp dụng cho rất là nhiều loại cây trồng mà có cái áp lực về đối tượng tiết trùng. Thì chúng ta sẽ thấy là trên cây ăn trái thì mình sẽ có là áp lực trên sầu riêng, trên bưởi, trên mít, trên thanh long, trên cam, thì sẽ thường là những cái đối tượng cây trồng
mà bà con mình có áp dụng để quản lý đối tượng tiếng Trung. Thì với giải pháp của MKA thì đây sẽ là một cái sản phẩm mà chứa cái hàm lượng abamectin cao nhất trên thị trường cho những cái sản phẩm mà có đăng ký đối tượng tiếng Trung. Thì bà con mình lưu ý thì chúng ta sẽ sử dụng với một cái liều lượng thấp hơn. Như vậy thì với những cây trồng mà có đường kính tán tương đối lớn và cái diện tích bề mặt đất mà chúng ta cần xử lý nó khá là nhiều, thì chúng ta sẽ xử lý với một cái liều lượng từ 10 cho đến 15cc trên một cây. Thì trong đó thì có sầu riêng, trên bưởi và trên mít. Có nghĩa là những cây từ 3, 4 năm trở lên chúng ta sẽ xử lý với cái liều lượng này. Rồi với những cây trồng mà nó có cái mật độ dày hơn và cái diện tích đất mà chúng ta cần xử lý thì nó không nhiều giống như sầu riêng, mít, bưởi, thì chúng ta sẽ có thanh long và cam. Thì bà con mình có thể xử lý khoảng từ 5 cho đến 10cc trên một cây là được rồi. Bởi vì cái bề mặt đất mà chúng ta cần xử lý thì nó ít hơn. Như vậy thì đâu đó với cây ăn trái thì bà con mình có thể tham khảo liều lượng khoảng từ 2 cho đến 3 đít thuốc trên một đơn vị là 1 hectare mà thôi. Và so với những cái giải pháp mà có một cái hàm lượng abamectin thấp hơn thì có thể là cái liều lượng xử lý nó sẽ gấp đôi so với cái liều lượng của mà gà đang khuyến cáo. Thì bà con mình lưu ý cho những cái sản phẩm trên thị trường về cái hàm lượng hoạt chất, cái liều lượng sử dụng cho từng loại cây trồng cũng như là cái quy cách nào nó sẽ cho một cái chi phí nó phù hợp hơn, thì chúng ta nên cân nhắc trước khi bà con mình lựa chọn một cái giải pháp nào đó. Còn với giải pháp của MKA thì chúng tôi cũng đã cân nhắc trong cái chi phí và cái dung tích rồi để khuyến cáo cho bà con chúng ta áp dụng. Và nếu như bà con mình muốn tìm hiểu kỹ về giải pháp này thì có thể liên hệ trực tiếp với đội kỹ thuật của chúng tôi thông qua ba số điện thoại đang thể hiện trên màn hình, thì anh em sẽ hướng dẫn kỹ hơn là cây trồng của bà con mình đang ở tới giai đoạn nào, bao nhiêu năm và cái áp lực tiến trùng đã có diễn ra hay chưa, và chúng ta xử lý muộn hay là chúng ta xử lý sớm, thì lúc đó anh em sẽ quyết định lại cái liều lượng như thế nào để phù hợp hơn, để bà con mình có một cái chi phí nó phù hợp hơn trên cái vườn cây của chúng ta. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì với giải pháp của A3 tiến trùng chứa 5% hàm lượng hoạt chất, đây là hàm lượng cao, cho nên là trên cây công nghiệp và áp lực trên cây cà phê và cây hồ tiêu thì bà con mình cũng thường là sẽ áp dụng cái giải pháp này. Thì chúng tôi sẽ khuyến cáo trên đơn vị đó là diện tích hectare. Thì do cà phê và hồ tiêu thì tùy theo mô hình mà bà con chúng ta là trồng sen hay là chúng ta trồng chiên canh, và tùy theo loại giống thì cái mật độ của cà phê và hồ tiêu nó rất là khác biệt nhau ở những cái vùng trồng, cũng như là chúng ta đang chọn đó là chiên canh hay là chúng ta sen canh. Thì bà con mình có thể chọn với liều lượng là từ 2,5 lít cho đến 3,5 lít trên 1 hectare, có nghĩa là khoảng từ 5 chai cho đến 7 chai tiếng trùng của MKA trên một đơn vị diện tích đó là 1 hectare. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, ngoài ra thì trên một số đối tượng như cây rau màu thì chúng ta cũng sẽ gặp áp lực tiếng trùng trên những loài cây liên quan tới nhóm cà chua, nhóm ớt hoặc là bắp cải. Thì bà con mình cũng có áp dụng những cái giải pháp liên quan tới A3 để chúng ta quản lý đối tượng tiếng trùng. Như vậy thì với cây rau màu thì tùy theo cái mật độ, độ phủ của cái cây của mình ở trên một cái đơn vị diện tích nào đó, chúng ta trồng càng dày, có cây trồng càng lớn thì chúng ta sẽ xử lý lên tới khoảng 3 lít trên 1 hectare. Và nếu như mà chúng ta trồng với mật độ thưa, luống cách luống khá là xa thì chúng ta chỉ cần xử lý ở trên luống thôi, thì có thể đâu đó chúng ta chỉ cần khoảng từ 1 lít rưỡi cho đến 2 lít trên 1 hectare là đủ ha. Thì cái này thì tùy theo mỗi loại cây trồng và cách bố trí cũng như là mật độ, độ che phủ ở trên một cái đơn vị diện tích mà bà con mình có thể quyết định liều lượng từ khoảng 1 lít rưỡi cho đến 3 lít trên 1 hectare. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì cái ưu điểm nào của sản phẩm MKA mà chúng tôi đã quyết định sử dụng và phân phối sản phẩm này trên thị trường? Kính thưa quý vị, đây sẽ là một cái sản phẩm mà chứa một cái hoạt chất khá là quen thuộc, và ở đâu đó thì bà con mình cũng đã có kinh nghiệm xử lý cái sản phẩm chứa cái hoạt chất này rồi. Cho nên thì giải pháp này là một cái giải pháp phổ biến. Chính vậy thì MKA cũng quyết định lựa chọn và phân phối. Đương nhiên chúng tôi cũng sẽ chọn abamectin ở dạng oxy, và chúng tôi sẽ lựa chọn cái hàm lượng cao nhất cho những cái sản phẩm chứa abamectin đăng ký chiên trên đối tượng tiến trùng để cho bà con chúng ta áp dụng có hiệu quả hơn. Và khi mà một cái sản phẩm mà chứa hàm lượng hoạt chất cao thì chúng ta sẽ sử dụng với một cái liều lượng khuyến cáo thấp lại, và nó sẽ có một cái chi phí thấp hơn. Và đây là cái điều mà chúng ta cần. Rồi, chúng tôi sẽ lựa chọn một cái sản phẩm sẽ có cái quy cách lớn để chúng ta tiết kiệm hơn so với việc mà chúng ta sử dụng nhiều sản phẩm mà nó có cái quy cách nhỏ. Rồi, đây là một cái sản phẩm ở diện oxy nên là chắc chắn nó sẽ hòa tan tốt và rất là dễ dàng để bà con mình phối với một số cái dòng thuốc bệnh khác. Và đương nhiên abamectin và chúng ta sử dụng với liều lượng này thì hoàn toàn an toàn cho cây trồng mà thôi. Chúng ta không lo việc ảnh hưởng đến rễ cây trồng, và xa hơn nữa đó là những cái ảnh hưởng đến đất đai, môi trường, thì bà con mình cũng không lo lắng cho cái việc này. Bởi vì với cái liều lượng đã nghiên cứu, đã được phép sử dụng, và cái dạng thuốc có đăng ký được phép sử dụng tưới lên trên nền đất, thì chúng ta áp dụng đúng liều lượng thì nó vẫn an toàn cho cây trồng, môi trường và đất đai mà thôi.
Rồi, kính thưa quý vị và quý con, như vậy thì với cái giải pháp tưới này thì bà con mình có thể áp dụng vào thời điểm nào để chúng ta xử lý sẽ mang lại hiệu quả tốt? Thì bà con mình lưu ý cũng tương tự, bởi vì chúng ta đã khuyến cáo kết hợp với những cái giải pháp để chúng ta quản lý nấm. Cho nên thì bà con mình có thể áp dụng trong điều kiện ở cuối mùa khô, đầu mùa mưa hoặc là ở cuối mùa mưa. Còn nếu mà bà con mình canh tác trên những cây trồng nào mà áp lực tín dụng lớn và nơi đó mùa mưa kéo dài thì bà con mình có thể xử lý thêm một lần ở giữa mùa mưa. Và đương nhiên chúng ta cũng sẽ phải luân phiên với một cái giải pháp tín dụng khác. Rồi khi mà chúng ta sử dụng giải pháp tưới thì làm sao cái đất đai của mình nó khô thoáng nè, cái khả năng thấm nước xuống bên dưới nó càng mạnh thì càng tốt, bởi vì cái thuốc nó sẽ đi càng sâu thì cái hiệu quả quản lý tín dụng nó càng tốt. Thì lúc đó thì cái khả năng bảo vệ cái vùng rễ của cái amanitin ở dạng oxy nó sẽ phát huy một cái hiệu quả cao nhất, và giống như nó sẽ tạo ra một cái lồng chạo xung quanh cái vùng rễ bên dưới để bảo vệ từ những cái rễ sâu nhất cho đến những cái rễ ở bên trên tầng mặt. Thì bà con mình lưu ý cho cái việc này để chúng ta sẽ có cách sử dụng cái abamectin ở dạng oxy, đăng ký đối tượng tiêm chủng và sẽ cho một cách sử dụng hiệu quả nhất. Kính thưa quý vị và quý bà con, còn trong cái trường hợp mà chúng ta cần lặp lại với một giải pháp tiêm chủng khác khi mà cái áp lực dịch bệnh nó đã cao rồi, thì bà con mình lưu ý thì khi lần đầu chúng ta đã sử dụng A3 tiêm chủng tưới rồi thì bà con mình có thể lặp lại với một giải pháp khác cũng quản lý tiêm chủng, và chúng ta sẽ lặp lại sau cái lần đầu khoảng một tháng. Thì bà con mình có thể chọn cái dòng tiết trùng gãi, đó là cái phốt tiết trùng gãi, thì sẽ chứa cái hoạt chất của nhóm lân hữu cơ là cái hoạt chất Fortiazid. Thì về cái sản phẩm này để cụ thể hơn thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong video sau. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì ở MKA thì chúng tôi cũng sẽ chọn một cái giải pháp phổ biến nhất để bà con chúng ta dễ sử dụng, đó là chúng tôi sẽ chọn cái Fortiazid hàm lượng 10%, và đây sẽ là dạng gói 1 kg. Và thuốc của sản phẩm này thì nó sẽ có một cái màu hơi nâu đỏ như thế này, và kích thước hạt đây là dạng hạt nhỏ, và bà con mình có thể áp dụng gắt xung quanh gốc cho những cái cây trồng mà cái diện tích xử lý nó không nhiều, ví dụ như là trên hồ tiêu, cà phê, thanh long, cây cam thì chúng ta có thể gắt được. Còn nếu mà chúng ta cần xử lý trên một cái diện tích bề mặt mà nó rộng hơn, ví dụ như là cho sầu riêng, cho mít, cho bưởi, thì chúng ta có thể phối hợp với một số cái phân bón mà có cái kích thước hạt gần gần giống giống như vậy, ví dụ như là humic hạt chẳng hạn, hoặc là cái hữu cơ nhận hạt, thì chúng ta có thể chọn những giải pháp đó để kết hợp. Rồi, ở đây thì bà con mình lưu ý nha, cái sản phẩm tiến trùng ở dạng rễ này chứa cái Fortiazid là do gốc lân hữu cơ có tính xông hơi rất là mạnh, cho nên sản phẩm này rất là nặng mùi nha. Cho nên thì trong cái việc sử dụng, bà con mình lưu ý về những cái biện pháp an toàn, cũng như thì chúng ta phải có tâm lý chấp nhận mùi, bởi vì mùi rất là nặng nha. Và đây sẽ là một cái sản phẩm chuyên dùng để rễ, cho nên thì ngoài cách rễ ra thì bà con mình không nên áp dụng những giải pháp khác, ví dụ như là ngâm tưới hoặc là ngâm để lấy dung dịch phun, thì chúng ta không nên sử dụng những cái phương án đó. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì do đây cũng là một cái sản phẩm mà thuộc nhóm lân hữu cơ, cho nên thì cơ chế của nó vẫn là tác động ức chế men choline ta gia, tác động tiếp xúc xông hơi, nội hấp và lưu dẫn mạnh, có khả năng quản lý tín dụng kể cả tín dụng trong đất, trong rễ với một cái hiệu lực kéo dài. Thì trong những cái sản phẩm dạng rễ thì với Fortiazid thì đây sẽ là một cái sản phẩm mà nó toàn diện hơn về khả năng lưu dẫn, tiếp xúc và quản lý được hết hầu hết tất cả những cái đối tượng tiến trùng. Thì đây sẽ là một cái ưu thế của cái Fortiazid, đặc biệt thì ở cái dạng rễ này thì nó sẽ tan một cách từ từ và nó bảo vệ cây trồng của mình lâu hơn. Rồi, cụ thể thì bà con mình sẽ thấy là với cái hoạt chất Fortiazid trong cái sản phẩm tiến trùng rễ này thì nó sẽ có tác động là tiêu diệt trực tiếp với đối tượng tiến trùng, hoặc là nó làm cho tiến trùng bất hoạt, có nghĩa là không hoạt động được. Rồi, có thể diệt được cả trứng của tiến trùng và cả tiến trùng trưởng thành. Thì bà con mình thấy khá là toàn diện cho tất cả những giai đoạn ha. Thuốc có thể diệt trừ hiệu quả nhiều loại tiến trùng, kể cả trong đó là có tiến trùng gây sưng rễ nè, tiến trùng gây thối rễ, tiến trùng nang, tiến trùng đục rễ, tiến trùng sắn và tiến trùng kim, và kể cả tiến trùng gây chắn đầu lá trên lúa, cũng như là một số loại tiến trùng tự do trong đất. Như vậy thì bà con mình sẽ thấy là tiến trùng nó sẽ có 3 nhóm, đó là tiến trùng nội ký sinh, tiến trùng ngoại ký sinh và tiến trùng bán ký sinh. Thì cái Fortiazid nó đều có tác động tiêu diệt và gây bất hoạt cho tất cả những cái loại này. Thì đây sẽ là một cái giải pháp mà toàn diện và có thể bảo vệ cây trồng của mình lâu dài hơn. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, tuy là một cái gốc lân hữu cơ, tuy nhiên thì với cái Fortiazid nó sẽ không gây ô nhiễm cái nguồn nước ngầm, bởi vì những cái hoạt chất này thì nó có thể bị phân giải trong môi trường. Chính như vậy thì cũng sẽ không tích lũy trong môi trường, rất độc với thủy sinh. Nhưng mà bà con mình cũng lưu ý ha, do là dạng hạt cho nên là thường là chúng ta sẽ gãi xung quanh cái cây trồng của mình trên một cái nền đất ẩm, cho nên là cái việc mà nó chảy tràn xuống
điều kiện của mương vườn thì nó cũng ít xảy ra hơn so với cái dạng mà chúng ta áp dụng dạng tưới, rồi ít ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật hơn, bởi vì do những cái dạng hạt này thì nó tan một cách cũng từ từ mà thôi, cái hàm lượng cũng không quá cao, cũng không có gây nóng, chính vậy thì cũng không có ảnh hưởng đến cái môi trường sống của vi sinh vật lắm. Rồi kính thưa quý vị, thì đây cũng là một cái gốc lân hữu cơ, cho nên là vẫn là độc hại ha, cho nên là vẫn ảnh hưởng đến sinh vật thủy sinh. Tuy nhiên nó là dạng gờ, cho nên cái quyệt tan của nó là cũng một cách từ từ, nó không có hòa tan mạnh mẽ giống như là những cái dạng OC chẳng hạn, thì OC nó sẽ gây độc mạnh hơn. Còn với dạng này thì nếu như vô tình mà chúng ta làm gớt một cái lượng quá nhiều lên trên mương vườn của mình thì có thể ảnh hưởng. Tuy nhiên mà nếu mà làm gơ gớt một vài hạt trong cái quá trình mà mình xử lý ở trên cây ấy, mà nó gơ xuống mương, thì cái việc đó nó hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đâu quý vị, bởi vì nó tan rất là chậm, cho nên cái nồng độ và cái lưu lượng hòa tan trong cái nước ấy, nó không đủ nhiều để tiêu diệt cái sinh vật thủy sinh, cho nên thì chúng ta sẽ thấy là ít độc cho cá, chim và dung đất là như thế. Rồi về cái hiệu lực quản lý của cái hoạt chất Fortiazid này thì bà con sẽ thấy là kéo dài khoảng từ 3 đến 4 tháng trên những cây như là cây rau màu hoặc là cây hoa, và trên cây ăn trái của mình thì nó sẽ có thể kéo dài khoảng từ 5 cho đến 6 tháng. Có nghĩa là nếu như sử dụng Fortiazid thì một năm chúng ta có thể áp dụng khoảng 2 lần. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, thì do đây là thuốc ở dạng gãi cho nên thì cái việc áp dụng nó cũng khá là đơn giản. Thì với nhóm cây ăn trái như là sầu riêng, bưởi, mít, chúng ta cần xử lý trên một cái bề mặt diện tích mà nó tương đối lớn hơn, thì bà con mình có thể áp dụng khoảng từ 30 cho đến 50 gram trên một cây. Và có thể là đây là những cây có đường kính tán đã lớn rồi, ví dụ như là 3-4 năm tuổi trở lên chẳng hạn. Rồi nếu mà những cây mà nó có mật độ dày hơn, hoặc là những cây sầu riêng, mít, bưởi mà nó còn nhỏ mới 1-2 năm á, thì bà con mình có thể xử lý khoảng từ 20 gram trên một cây là được rồi. Có nghĩa là nó tương ứng đâu đó khoảng từ 10 cho đến 15 kg trên một hectare. Ví dụ như mật độ lớn thì chúng ta sẽ xử lý lên liều khoảng 15 kg, còn nếu như mật độ thấp và cây còn nhỏ thì chúng ta có thể xử lý khoảng từ 8 cho đến 10 kg là cũng được rồi. Rồi trên cây công nghiệp, cây hồ tiêu thì cái mật độ nó khá là dày, cho nên thì bà con mình có thể áp dụng liều cao nhất đó là 15 kg trên một hecta, và chúng tôi đang phát triển với sản phẩm này với gói 1 kg thì bà con mình áp dụng 15 gói này cho một hecta với cây cà phê và cây hồ tiêu. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, thì về cách sử dụng của dạng hạt thì bà con mình cũng đã khá là rõ rồi. Chúng ta sẽ có hai cách. Một là nếu mà liều lượng nó đủ nhiều và chúng ta có thói quen gắt hạt được thì chúng ta có thể gắt trực tiếp xung quanh, ví dụ như là trên cái bề mặt diện tích không lớn như là hồ tiêu, cà phê, cây cam và cây thanh long thì mình gắt nó cũng đơn giản. Còn nếu như mà chúng ta cần xử lý trên một cái bề mặt diện tích mà nó rộng hơn thì chúng ta có thể sử dụng kết hợp với một số cái sản phẩm khác. Ví dụ như là phân hữu cơ, phân hun mít viên hoặc là phân lân gì đó để chúng ta trộn cùng. Thì lúc đó thì cái lượng cần xử lý trên một cây nó sẽ nhiều hơn, thì chúng ta sẽ dễ xử lý và nó đều tay hơn. Rồi thì bà con mình lưu ý nha, thì với cái Fortiazid ở dạng hạt thì nó sẽ cần một cái nền đất ẩm để cái việc hòa tan nó một cách từ từ thì nó mới xâm nhập và nó phát triển xung quanh cái vùng đất và đi vào cái vùng rễ của cây trồng của chúng ta hiệu quả hơn. Và như vậy thì cái sản phẩm này nó sẽ phù hợp trong cái điều kiện mùa mưa, có nghĩa là khi mà gặp mưa hoặc là sau mưa thì bà con mình có thể áp dụng gãi hoặc là chúng ta gắt xung quanh gốc, và trên cái nền đất ẩm đó thì chúng ta sẽ không cần phải tưới nước thêm. Còn nếu mà trong cái điều kiện của mùa nắng và chúng ta có thể chủ động, đó là chúng ta sẽ gắt cái thuốc này sau khi mà chúng ta đã tưới cho cây trồng của mình, thì cái hình thức nào thì bà con mình cũng có thể áp dụng được. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, hiện nay trên cái danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam của chúng ta, những cái sản phẩm chứa hoạt chất có đăng ký trên đối tượng tiến trùng thì chúng ta sẽ thấy có những cái nhóm phổ biến như sau. Thứ nhất đó là ở dạng hộp để chúng ta gãi thì chúng ta có ba hoạt chất của nhóm cạc Bamat, đó là cái benfuracat, carbon sulfan và cacbarin, thì đây là những cái dòng ở dạng g để chúng ta áp dụng gãi. Ngoài ra thì sẽ có một cái anh bạn ở cùng nhóm về cơ chế tác động, đó là cái nhóm lân hữu cơ, đó là cái hoạt chất Fortiazid, thì đây sẽ là một cái hoạt chất chuyên đăng ký trên đối tượng tiến trùng ở dạng hạt. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có giải pháp của abamectin, thì một số sản phẩm cũng có chứa emamectin, và một cái hoạt chất của nhóm thảo mộc cũng đóng góp sản phẩm đăng ký tiến trùng, đó là cái azadirachtin. Ngoài ra thì sẽ có một cái giải pháp cũng không quá phổ biến nhưng mà cũng có sản phẩm, đó là cái bivigosifen. Rồi ba giải pháp đăng ký tiến trùng của những cái tập đoàn đa quốc gia thì đây là những cái sản phẩm chuyên dùng, thì chúng ta sẽ có hoạt chất luobiram, chúng ta sẽ có hoạt chất luensulfon, và sẽ có một hoạt chất nữa đó là cái linoptilolai. Ngoài những giải pháp này thì chúng ta sẽ có một số giải pháp bổ trợ mà cũng có sản phẩm khá là phổ biến, đó là cái hoạt chất chitosan, chitin, một hoạt chất của nhóm gốc đồng, đó là cái copper citrat. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có hai giải pháp nấm đối kháng với tiến trùng, đó là cái chicodecma và cái nấm tím. Tuy nhiên thì trong chủ đề này thì chúng tôi sẽ lọc lại những thông tin
liên quan tới những cái hoạt chất mà nó thuộc cái nhóm thuốc trừ sâu, nhưng mà nó sẽ có những cái sản phẩm chuyên biệt để đăng ký trên đối tượng tiêm chủng và hướng dẫn bà con mình cách chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp để chúng ta quản lý tiêm chủng trên những cái sản phẩm mà chứa những cái giải pháp này. Còn một số giải pháp khác thì bà con mình có thể xem lại cái video tiêm chủng mà trước đây trên kênh chúng ta đã có phát hành trong nhiều năm trước. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, với hai cái hoạt chất mà hiện nay thì thuộc cái nhóm đăng ký thuốc trừ sâu và cũng có sản phẩm đăng ký tiêm chủng mà bà con chúng ta dễ nhầm lẫn và hỏi thông tin về kênh nhiều nhất, đó là các hoạt chất abamectin và các hoạt chất carbosulfan. Thì rõ ràng hai giải pháp này, nếu như bà con mình theo dõi kênh sức khỏe cây trồng nhiều năm thì chúng ta cũng thấy là chúng tôi chia sẻ rất là nhiều những cái sản phẩm để quản lý côn trùng, kể cả gẹp sáp rồi nhóm gầy rồi nhóm sâu, thì chúng ta nói tới hai cái sản phẩm này rất là nhiều. Tuy nhiên thì bà con mình lưu ý nha, với cái abamectin thì nó có dạng OC đăng ký trên đối tượng côn trùng, cái này chúng ta biết rồi. Ngoài ra nó cũng có những sản phẩm ở dạng oxy, sản phẩm thì ít nhưng mà đăng ký chuyên về đối tượng tiêm chủng thì càng ít hơn nữa. Rồi, ngoài ra abamectin sẽ có một dạng nữa là dạng OC, nhưng mà dạng này nó đăng ký cả tiêm chủng và côn trùng luôn. Như vậy thì đây mình phải phân biệt, đó là dạng OC nó có đăng ký tiêm chủng và dạng OC không có đăng ký tiêm chủng, thì bà con mình lưu ý về cách sử dụng của hai nhóm này. Rồi, tương tự với các carbosulfan thì nó dễ phân biệt hơn, đó là các carbosulfan ở dạng oxy và nó đăng ký trên đối tượng côn trùng thì chúng ta sử dụng như một cái sản phẩm để quản lý đối tượng côn trùng. Ngoài ra nó còn có một cái dạng G, đó là dạng hạt, để đăng ký chuyên cho đối tượng tiêm chủng thì chúng ta chỉ rải lên trên nền đất để quản lý tiêm chủng và một số loài côn trùng khác mà cái sản phẩm đó có đăng ký, ví dụ như là sâu đục thân nè, rồi sùng đất hay là gặp sáp, những cái đối tượng mà gây hại ở dưới vùng rễ, thì bà con mình lưu ý kỹ trên những cái đối tượng đăng ký của những cái dạng thuốc đặc biệt này để chúng ta lưu ý về cái cách sử dụng. Rồi thì chúng ta sẽ cụ thể thêm một tí xíu nữa về những cái thông tin này. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì chúng ta phải lưu ý, nếu như mà chúng ta chọn cái sản phẩm mà đăng ký nhiều đối tượng trên đó mà trong đó cái sản phẩm đó có đăng ký về cái đối tượng tiêm chủng thì chúng ta sẽ sử dụng theo cái liều lượng của tiêm chủng và chúng ta áp dụng để chúng ta tưới đất cho cái hoạt chất của abamectin. Rồi, cái sản phẩm thuốc trừ sâu đó không có đăng ký đối tượng tiêm chủng thì chúng ta không được áp dụng nó giống như là một sản phẩm tiêm chủng, mà chúng ta chỉ có thể sử dụng phun giống như là cái liều lượng khuyến cáo trên bao bì đó cho những cái đối tượng côn trùng mà thôi. Có nghĩa là tuy là cùng một hoạt chất, thậm chí là cùng một dạng thuốc, nhưng mà cái loại thuốc đó không có đăng ký tiêm chủng thì bà con mình không nên sử dụng nó giống như là một sản phẩm có đăng ký tiêm chủng. Đó, bà con mình lưu ý cho cái việc đó. Và đương nhiên cũng sẽ ngược lại, đó là sản phẩm chỉ đăng ký tiêm chủng mà thôi, có nghĩa là chứa abamectin nhưng nó chỉ đăng ký tiêm chủng thì chúng ta không được phép sử dụng nó giống như là một giải pháp để chúng ta phun, bởi vì đây là hai cái phụ gia rất là khác nhau và nó xử lý ở những cái vị trí và nó có những cái đặc tính liên quan tới thuốc sau khi hòa tan rất khác nhau. Trong điều kiện sử dụng như vậy có khả năng sẽ gây ngộ độc hoặc là không có hiệu quả cao trên một cái đối tượng mà chúng ta mong muốn. Và rõ ràng nếu như bà con mình biết rõ thì chúng ta sẽ thấy là những cái sản phẩm có đăng ký đối tượng tiêm chủng hoặc chuyên tinh tiêm chủng thì ở cùng một cái quy cách và hàm lượng thì những cái sản phẩm đăng ký tiêm chủng nó đắt hơn rất là nhiều so với những giải pháp khác. Rồi, kính thưa quý vị, thì chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ dễ hiểu trong cái cuộc sống của mình nè, cho những bà con nào chúng ta không có kinh nghiệm thì chúng ta có thể hiểu được cái ý này. Chúng ta sẽ có ba loại, hầu như là cái chức năng của nó có thể thay thế nhau được nhưng mà không phải là hoàn toàn nha quý vị. Chúng ta sẽ có nước rửa chén, chúng ta có xà bông giặt đồ và dầu gội đầu. Thì rõ ràng ba cái này nó đã quy định theo cách sử dụng khác nhau và cho những cái đối tượng và vị trí sử dụng khác nhau rồi. Nhưng nếu như lỡ như trong nhà của mình có một loại nó bị hết thì mình có thể sử dụng hai loại còn lại để thay thế vào vị trí của nó được hay không? Thì đương nhiên đó là được, nhưng mà nó không thể nào nó thay thế mãi mãi được. Nó sẽ khác nhau về giá thành, và mỗi một cái loại chuyên dụng như thế đó thì nó sẽ có những cái phụ gia phù hợp để nó ứng dụng trên cái việc đó, và chúng ta không thể nào sử dụng nó sai mục đích nhiều lần. Tại vì nếu mà sử dụng một hai lần á thì nó không có vấn đề, chúng ta không phát hiện được vấn đề. Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng nhiều lần thì rõ ràng nó sẽ không có phù hợp. Thì nếu như với cây trồng của chúng ta mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm mà không có đăng ký như vậy đó thì có thể là nó không mang lại hiệu quả tốt cho cây trồng của mình, nhưng mà vẫn có thể là nó ức chế được ở một cái khoảng thời gian nhất định nào đó.
Hoặc là trường hợp nếu như mà chúng ta sử dụng sai thì có thể nó sẽ gây ngộ độc cho cây trồng của mình cũng không chừng, ảnh hưởng đến cái môi trường đất cũng không chừng. Hoặc là trường hợp thứ ba đó là về cái chi phí. Rõ ràng là một cái sản phẩm đăng ký chuyên về tiễn trùng nó rất là mắc tiền, mà chúng ta đem phun ngược lên trên cây thì về chi phí nó đã không hợp lý rồi, nhưng mà nó có hiệu quả hay không thì chúng ta lại không rõ. Giống như là chúng ta lấy cái dầu gội đầu của mình đem đi rửa chén thì rõ ràng chén vẫn có khả năng sạch, nhưng mà rõ ràng thì cái dầu gội đầu nó mắc hơn rất là nhiều lần so với cái nước rửa chén đó. Thì đây là những cái ví dụ mà nó gần hơn trong cái cuộc sống của mình để bà con mình có thể hiểu về cái tác dụng, cái ứng dụng của từng chất, mặc dù là về cái bản chất có thể là nó gần như là giống nhau, nhưng mà cái phụ gia đi kèm và những cái vị trí xử lý thì rõ ràng là trên những cái đối tượng khác nhau và những cái vị trí sử dụng khác nhau thì nó buộc phải có những cái phụ gia chuyên biệt, thì bà con mình lưu ý cho cái việc đó. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, một cái lưu ý tiếp theo về cái cách sử dụng đó là cái sản phẩm đã khuyến cáo bà con mình áp dụng tưới thì chúng ta chỉ áp dụng tưới mà thôi. Ví dụ như là cái chai A3 tiễn trùng tưới này thì chỉ áp dụng tưới và không phun ngược lại lên thân cây đó. Rồi cái dạng G có nghĩa là dạng hạt dùng để gãi thì chỉ áp dụng gãi thôi chứ không được ngâm rồi đem lấy cái nước đó tưới, đó nó cũng sẽ không có một cái hiệu quả tốt hơn được. Rồi một cái sản phẩm mà đăng ký tiễn trùng trên cái đối tượng của cây trồng này thì mình hoàn toàn có thể xem xét sử dụng cái sản phẩm đó cho cái tiễn trùng của một loại cây trồng khác, trên cơ sở là chúng ta sẽ nghiên cứu và khảo sát về cái liều lượng hoặc là dựa trên cái khuyến cáo, trên kinh nghiệm của một cái đơn vị tổ chức hay là một cá nhân nào đó mà họ đã từng sử dụng có hiệu quả thì chúng ta có thể xem xét cái giải pháp đó là bình thường. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con, một cái lưu ý tiếp theo đó là những cái tác động đến cái vi sinh vật bởi những cái sản phẩm tiễn trùng. Cái điều này mà con mình hỏi khá là nhiều. Và ở đây chúng tôi đang chia sẻ cái chuỗi chủ đề này cho những cái giải pháp liên quan tới thuốc trừ sâu mà những cái loại này có đăng ký tiễn trùng. Thì bà con mình lưu ý nha, tuy những cái sản phẩm tác động trên thuốc trừ sâu nó không có tác động tiêu diệt trực tiếp những cái đấm vi sinh có lợi khi chúng ta xử lý lên trên cái nền đất đó, nhưng mà bà con mình nhớ, khi mà chúng ta đưa vào một cái nồng độ, một cái dung dịch thuốc nào đó thì rõ ràng cái dung dịch nó không có phù hợp cho cái sự phát triển của những cái vi sinh vật có lợi là điều chắc chắn rồi. Nếu như bà con mình đã xử lý, ví dụ như chúng ta nói tới Chico đạt ma đi, bà con mình xử lý trước đó vài tuần đi thì Chico nó đã phát triển, nó nhân mặt số rồi, khi nó gặp cái thuốc tiễn trùng mà ở dạng thuốc trừ sâu á thì có thể là không có ảnh hưởng quá nhiều đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta kết hợp cùng thì cái môi trường nó không có phù hợp để cho cái Chico nó thức dậy và nó hoạt động được đó, thì chúng ta cũng không nên xử lý cùng, mà có thể là để hợp lý về những cái vi sinh vật bổ sung, ví dụ như nấm Chico đạt ma thì bà con mình nên xử lý tiễn trùng trước rồi 1-2 tuần sau thì chúng ta mới xử lý Chico, thì rõ ràng nó sẽ hợp lý hơn về cái hiệu quả kỹ thuật và nó an toàn hơn cho cái giải pháp để mà chúng ta giúp cho Chico nó hoạt động tốt. Rồi chúng ta sẽ thêm một cái lưu ý nữa là cái lưu ý về phối hợp với những cái giải pháp khác. Thì kính thưa quý vị và quý bà con, trong cái biểu hiện của tiễn trùng và một số cái nấm bệnh ảnh hưởng lên vùng rễ và biểu hiện lên trên lá, hầu như nó có những cái rất là tương đồng, đó là biểu hiện về thối rễ, cháy đen rễ, rồi vàng lá, rụng lá. Thì những cái biểu hiện này nếu mà đã quá rõ ràng rồi thì rõ ràng là thường chúng ta phải tưới phối hợp giữa thuốc quản lý nấm. Ví dụ như chúng ta có giải pháp của Metalaxin, chúng ta có giải pháp của Dimethomon thì chúng ta hoàn toàn có thể phối hợp với Abamectin đặc trị tiễn trùng để chúng ta áp dụng, chúng ta tưới luôn. Thì lúc này chúng ta còn không quan tâm biểu hiện nữa mà chúng ta đã kết hợp đủ loại rồi thì mình không cần phải quan tâm biểu hiện, mà chúng ta chỉ xem xét là sau đó cây trồng của mình nó phục hồi và nó phát triển rễ như thế nào mà thôi. Rồi còn nếu mà trong điều kiện mà con mình vẫn tưới thuốc bệnh, vẫn tưới tiễn trùng nhưng mà chúng ta tưới ở dạng phòng định kỳ thì điều kiện này nó quá tốt, thì trong việc này thì áp lực tiễn trùng là chưa có, chúng ta đã chuẩn bị trước thì hoàn toàn có thể kết hợp với những cái chất dinh dưỡng có thể hòa tan cùng được. Ví dụ như chúng ta phối hợp với humic cũng được nè, áp dụng với những dòng phân cá nè, amino acid hoặc là những dòng bi lượng hoặc NPK hòa tan, thì đây là những cái dòng mà chúng ta sử dụng với một cái liều lượng không quá cao cho một lần xử lý thì hoàn toàn có thể hòa tan cùng với những cái thuốc quản lý tiễn trùng và thuốc nấm để chúng ta tưới cùng và trong điều kiện là tưới phòng, thì việc đó sẽ giúp cho bà con chúng ta tiện công lao động hơn. Còn với những cái thuốc mà bà con mình áp dụng thuốc dạng gãi, ví dụ mà chúng ta sử dụng cái dòng tiễn trùng gãi thì có thể là kết hợp với phân hữu cơ viên này, kết hợp với humic viên để chúng ta gãi luôn cho nó tiện công, bởi vì chúng ta xử lý cái thuốc tiễn trùng thì nó chỉ có vài chục gram trên một gốc thôi, thì cái việc gắt mà để điều tay xung quanh gốc thì nó sẽ rất là khó, cho nên là việc kết hợp với phân bón như là phân hữu cơ hoặc là chúng ta phối hợp với humic thì để tiện công hơn và sẽ giúp cho cái việc phân tán các thuốc được đều hơn.
Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, như vậy thì từ đầu video cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đã tìm hiểu qua hai giải pháp quản lý tiết trùng, đó là giải pháp về tưới và một cái giải pháp ở dạng hạt để chúng ta áp dụng rải. Thì kính thưa quý vị, thì cái giải pháp quản lý tổng hợp cho đối tượng tiết trùng thì không phải là chúng ta chỉ sử dụng thuốc hóa học không là đủ. Ngoài ra thì bà con mình cũng lưu ý thêm một số những cái thông tin về mặt kỹ thuật. Trong đó là cái quyện năng và giữ cái pH đất phù hợp cho cây trồng của mình ở 5.5 cho đến 6.5. Đây là một cái điều kiện cực kỳ quan trọng. Bởi vì một cái pH lý tưởng cho cây trồng của chúng ta thì sẽ là cái điều kiện bất lợi với đối tượng tiết trùng. Rồi, tiết trùng cũng sẽ phát triển tốt trong điều kiện ngập úng, cho nên thì việc thoát nước tốt thì chúng ta sẽ bảo vệ cây trồng tốt và gây bất lợi cho tiết trùng. Tạo ra sự tơi xốp, thông thoáng cho đất đai của chúng ta, bảo vệ vùng rễ và trợ lực cho bộ rễ, thì đây sẽ là những điều kiện mà chúng ta cần áp dụng. Rồi, khi đã xử lý thuốc hóa học thì chúng ta nên phối hợp cả thuốc quản lý nấm và thuốc quản lý tiết trùng. Chúng ta áp dụng định kỳ ở đầu mùa và cuối mùa thì đây sẽ là hai cái thời điểm quan trọng mà để chúng ta có thể giải quyết cả nấm và tiết trùng. Và bổ trợ cùng với những cái giải pháp kỹ thuật khác thì chúng ta sẽ có một cái giải pháp quản lý tổng hợp để quản lý tiết trùng hiệu quả nhất cho cái cây trồng của chúng ta. Rồi, kính thưa quý vị và quý con, thì cụ thể cho từng cái điều kiện thì chúng ta sẽ xem xét như thế này. Cái việc mà chúng ta cải tạo đất, nâng pH, giúp đất tơi xốp và duy trì hoạt động của vi sinh vật thì bà con mình cũng biết rồi. Với giải pháp của MK thì chúng ta sẽ tạo ra một cái điều kiện có lợi nhất cho cây trồng của mình, thì đó cũng chính là cái điều kiện bất lợi nhất với đối tượng tiết trùng. Về cải tạo và nâng pH thì chúng ta cũng có những cái giải pháp, ví dụ như là vôi hoặc là tinh vôi. Nếu mà bà con mình muốn tìm tinh vôi thì chúng ta liên hệ với MK, hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng giải pháp của trung lượng. Còn hoặc là trong những giai đoạn hoa và trái thì chúng ta đã sử dụng canxi nitrat rồi, thì đây cũng là những cái điều kiện để chúng ta nâng pH, phát triển rễ và bảo vệ cây trồng của mình với giải pháp của canxi. Rồi, những cái giải pháp liên quan tới việc kích rễ, phát triển rễ thì chúng ta có humic, và giải pháp để chúng ta tăng cái mật số của vi sinh có lợi thì chúng ta có giải pháp của Chicodecma. Thì đây là những cái giải pháp mà trên kênh chúng tôi cũng đã chia sẻ khá là nhiều cho bà con chúng ta. Thì tổng hợp hết tất cả những cái giải pháp này tùy theo cái thời gian và cái điều kiện xử lý thì chúng ta sẽ tạo ra một cái môi trường đất đai tơi xốp, pH ổn định, duy trì hoạt động hiệu quả của những cái vi sinh vật có lợi. Thì đây là những cái điều kiện bất lợi với cái đối tượng tiết trùng, thì chúng ta sẽ quản lý tiết trùng hiệu quả hơn, bảo vệ cây trồng được tốt hơn. Rồi, về cái việc mà chúng ta tăng cường cái việc phát triển rễ, giúp cho rễ phát triển khỏe, cứng cáp để hạn chế khả năng tấn công của tiết trùng, đây cũng sẽ là những cái điều kiện quan trọng. Thì giải pháp mà để chúng ta phát triển rễ thì chúng ta đã có humic rồi, bảo vệ rễ thì chúng ta đã có Chicodecma rồi. Ngoài ra thì chúng ta có thể trợ lực bằng giải pháp của tăng trưởng. Thì đây sẽ là một cái giải pháp hữu cơ mà nó chứa cái dịch chiết, và trong đây sẽ chứa những cái chất điều hòa sinh trưởng rất có lợi cho cây trồng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ chọn những cái giải pháp liên quan tới organic hoặc amino acid để thân thiện hơn với điều kiện của môi trường, giúp cho cái vi sinh vật nó phát triển tốt thì khả năng bảo vệ rễ tốt hơn, và cái khả năng hoạt động của vùng rễ tốt thì nó sẽ tạo ra một cái sức đề kháng tốt cho cây trồng của mình, thì tiết trùng nó sẽ khó tấn công hơn và tạo ra một cái môi trường bất lợi, đặc biệt là với cái pH đất, thì chúng ta sẽ đẩy cái tiết trùng ra xa khỏi cái vùng rễ của cây trồng của mình. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, còn biện pháp cuối cùng khi mà chúng ta đã áp dụng thuốc hóa học định kỳ thì bà con mình có thể chọn cái A3 tiết trùng tưới, rồi chúng ta kết hợp với những cái giải pháp của thuốc nấm để chúng ta xử lý trên cùng một lần. Như vậy thì chúng ta sẽ vừa giải quyết nấm, trong đó có Phytophthora, có Fusarium, có Pythium, rồi Hyoscyamia solani hay là một số loại nấm khác. Và đồng thời thì chúng ta sẽ tiêu diệt hầu hết những cái đối tượng tiết trùng mà nó có thể tấn công cây trồng của mình và sẽ tiện công lao động hơn. Thì chúng tôi sẽ có giải pháp của A3 tiết trùng tưới, và bà con mình có thể chọn những giải pháp kết hợp, ví dụ như là dimethyl metatraxin hoặc là cái lân hai chiều, để chúng ta kết hợp với giải pháp tiết trùng này và chúng ta xử lý cho cây trồng của mình định kỳ ở đầu mùa mưa và cuối mùa mưa. Rồi, kính thưa quý vị và quý bà con, thì đến thông tin này thì chúng tôi đã hoàn chỉnh chia sẻ về những cái giải pháp quản lý tiết trùng thông qua giải pháp tưới bằng cách chúng ta sử dụng abamectin hàm lượng cao nhất, đó là 5%, và đây là một cái dòng chuyên đăng ký trên đối tượng tiết trùng. Thứ hai đó là giải pháp chúng ta áp dụng dạng hạt để rải, đó là chúng ta sẽ chọn phos tiết trùng rải chứa cái Fothiazide ở dạng hạt và chiếm hàm lượng phổ biến trên thị trường hiện nay, đó là 10% hàm lượng hoạt chất. Xung quanh cái việc hướng dẫn của những giải pháp này thì chúng tôi đã đưa ra những cái lưu ý trong việc sử dụng phối hợp, cũng như là chúng ta nên kết hợp với những giải pháp kỹ thuật như thế nào để tạo ra một cái bộ giải pháp mà quản lý tiết trùng mang lại hiệu quả tốt và có một cái chi phí phù hợp. Kính chúc quý vị và quý bà con chúng ta thành công.
Nếu bà con cần tư vấn kỹ thuật về thăm vườn, bà con có thể liên hệ ngay 4 số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được hỗ trợ tận tình về chi tiết, các thông tin về sản phẩm cũng như cách sử dụng và kỹ thuật cây trồng. Bà con có thể đặt hàng trực tiếp qua các số điện thoại trên video, Mekong Mari giao hàng trên toàn quốc. Ngoài ra, bà con có thể đặt hàng qua website mekongmari.com hoặc website phunthuoctudong.com. Sản phẩm hiện đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada và Sen Đỏ. Bà con có thể dễ dàng tìm kiếm tên sản phẩm bất kỳ kèm thương hiệu Mekong Mari và đặt hàng nhanh chóng. Mọi thắc mắc trong quá trình đặt hàng trên Shopee, Lazada và Sen Đỏ, bà con hãy liên hệ ngay 3 số điện thoại trên đây để được hỗ trợ. Ngoài ra, để tìm hiểu ngắn gọn thông tin về các sản phẩm của Mekong Mari, bà con đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Mekong Mari bán hàng để theo dõi kênh. Cảm ơn quý bà con đã luôn đồng hành và tin tưởng bộ sản phẩm của Mekong Mari trong thời gian vừa qua. Kính chúc quý vị và quý bà con sức khỏe và canh tác tốt. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong các video tiếp theo.